Mạng xã hội lan truyền hóa đơn tính tiền tại một quán cà phê Photo & Buy ở thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Ly cà phê có giá 249.000 đồng. Trong hóa đơn tính tiền này, món cà phê Phượng Hoàng Lửa được người đăng tải lên mạng xã hội cho là bất thường, đắt nhất Việt Nam khi có giá 249.000 đồng một ly. Sáng ngày 12 tháng 4, cơ quan chức năng thành phố Bảo Lộc đã làm việc với đại diện quán cà phê, ông Nguyễn Huy. Ông Huy cho biết, món cà phê có công thức đặc biệt gồm cà phê, trứng, mật ong rừng và một số loại rượu ngoại. Món này là món đặc biệt của quán. Khi được hỏi về việc niêm yết giá công khai theo đúng quy định, ông Huy đưa ra một menu đã chỉnh sửa nhiều chỗ. Trong menu, phần có món cà phê trứng ghi giá từ 100 đến 249.000 đồng. Đây cũng là vị trí có hai dấu chỉnh sửa còn mới. Ông Huy giải thích tất cả các chỗ chỉnh sửa tạm thời đều đã được làm từ trước Tết Nguyên Đán. Tại thời điểm kiểm tra, trên menu không có món Phượng Hoàng Lửa như trong hóa đơn tính tiền. Ông Huy thừa nhận việc không niêm yết giá món Phượng Hoàng Lửa. Đại diện đoàn kiểm tra cho biết, việc không niêm yết giá công khai là nguyên nhân gây phản ứng của khách hàng. Chị Nguyễn Lệ Hoa, người Đà Lạt nhận định, quán cà phê ở Lâm Đồng có những món đắt hơn ở quán này, mọi người thấy cũng bình thường. Tuy nhiên, nếu khách hàng đã thống nhất giá rồi thì nên chấp nhận. Việc phản ứng lại, bị bôi điểm kinh doanh khi chính mình đã lựa chọn là không nên. Vì việc lựa chọn một thức uống đắt tiền là do mình chọn, không ai ép. Thậm chí, khách yêu cầu những món ngoài thực đơn và phải chấp nhận giá theo thỏa thuận với quán cũng là bình thường.